Chào anh em nhá. Sau một thời gian nghỉ Tết thì hôm nay mình lại tiếp tục công việc của mình là đi thăm bẫy anh em nhá. Thì trước Tết ngày 27 28 gì đấy thì mình đã gỡ làm sập hết bẫy trên núi đá rồi. Mùng 4 thì mình mới đi gài lại. Đến ngày hôm nay thì cũng được khoảng gần một tuần rồi. Thì mình lại lên đây để thăm bẫy và thu một số về nha anh em. Thu bẫy cạm về để vài hôm nữa mình sẽ chuyển đi đánh nơi khác. Thì gần đây mình tìm được một bãi khá là mới. Có vẻ là chưa ai bẫy bao giờ. Mình sẽ đánh tập trung dồn bẫy về để đánh khoảng tầm một tháng rồi mình sẽ nghỉ để cho thú sinh sản, cuối năm mình lại bẫy tiếp. Nhân dịp đầu năm mới mình cũng chúc anh em có thật nhiều sức khỏe nha. Dọc theo cái đường này thì mình có đánh mấy cái bẫy dây. Đây là cái đầu tiên, chưa có cái gì cả, chỉ có vài cái nữa ở khá xa đây, đường rất khó đi. Mình sẽ quay cho anh em xem nhé, đến đấy mình sẽ quay cho anh em xem. Cái ngoài kia là dính con gì rồi anh em nhé, thấy cái cần nó quay sang một bên. Cái này thì tự sập này. Con gà so, nhiều nơi gọi là con chim đa đa hay sao đấy, nhưng mà nó đã bị chết mất rồi. Đây, cái bẫy của mình đây nhé. Này chắc là con gà con cái ấy. Nó bị mắc bẫy, nó xoắn ở đây, treo ngược lên và nó đã bị chết. Mấy hôm nay thì thời tiết khá là oi, treo thế này thì không thể nào sống được. Cần này cũng khá là mạnh, kéo thẳng nó lên, treo cao thì chân nó không chạm đất thì nó sẽ bị chết ngay. Bây giờ mình gỡ nó ra đã nhé, rất tiếc là bị chết. Ở cái đoạn này thì mình chỉ có đánh ba cái bẫy kẹp thôi nha anh em. Với địa hình như này thì chủ yếu là gà thôi, gà là nhiều. Đây là ở trên đỉnh của ngọn núi luôn. Nếu mà chỗ nào mà có con to ấy thì nó sẽ đi theo cái mép này. Chỗ này thì ngày trước cũng có người bẫy trước mình rồi, gần đây mình đặt lại không biết là còn con gì hay không. Khu này ngày trước cũng có nhiều rúi đấy, nhưng mà bị người ta bắt hết. Có một cái bẫy đầu tiên ở khu này trên này. Có một cái hang rất là sâu. Mình hôm nay mình không đem đèn theo, nếu mà đem thì mình sẽ chui vào đây khám phá. Thường thường
ở trên chỗ mình vào những hang sâu này, có nhiều hang có con rắn đuôi đỏ nó sinh sống trong đấy. Đây có cái bẫy. Đã có gì? Bẫy nha anh em nhé. Kia có phần con mèo nhưng mà lâu rồi. Con này bẫy cũng khá là khó đấy, bởi vì nó đi kiếm ăn rất là xa. Không biết bao giờ nó mới quay lại đây. Ngoài này thì còn hai cái nữa. Chắc chỗ này không có gì rồi. Trên này là vách đá cao, chót vót luôn, người cũng không thể trèo lên được. Đây một cái, chưa có gì. Ở ngoài kia có một cái nữa, hình như là cũng im re luôn. Khu này ngày trước là rất nhiều rúi nhá, nó hay kiếm ăn, nó hay đào lỗ ở những cây này, nhưng mà mấy năm gần đây thì nó bị người ta bẫy hết rồi. Đặt cái đường như này mà không có một con gì đi qua, cả chuột cũng qua, tỏ khu này không còn một cái gì nữa. Bây giờ mình sẽ chuyển đến điểm khác xem nhé anh em nhé. Mỗi chỗ thì mình đặt vài cái rồi. Ở đây mình đánh hai cái bẫy nhé. Kia là xác của cái con mà mấy video trước mình đăng ấy, bị cụt chân ấy. Bẫy thì mình đặt ở trên kia, bị cụt chân nó chạy xuống đây, nó chui vào trong này chết. Trước Tết thì mình đã phát hiện ra nó, nhưng mà nó bụng nó xanh lên không ăn được, mình bỏ đây, mình gài hai cái bẫy cạm ở đây một cái, kia một cái, kia sập dính con chim nhá. Đây con này. Con này chắc là rất ít người biết đến. Con nó đã chết, đã phân hủy hết rồi. Có cái bẫy. Mình bỏ nó ở đây, mình gài hai cái bẫy cạm để xem có con quanh này có con thú ăn thịt nào nó vào đây không. Nhưng mà con chim này nó lại nhảy vào. Cái này thì mình cũng vỡ đi luôn rồi nhé. Bị chết, chui vào trong này chết. Lúc mình tìm thấy thì nó đã không dùng được rồi. Con này khoảng tầm gần chục cân thôi, con hay sao ấy. Bây giờ mình lại tiếp tục lên trên này thăm mấy cái bẫy dây trên này nha anh em nhé. Trên này có ba bẫy dây và một cái cạm nữa thôi, rồi lại chuyển sang núi kia xem vài cái là hết rồi. Ở kia có cái bẫy là đã dính con gà anh em nhé. Hôm nay lại có mùi ngon rồi. Đây là mình làm cái cần nó to quá.
Những con gà thì chỉ là mấy cân này. Cái bé này, bé này thì đã bắt được rồi. Đây thì làm cần to quá, nó treo lên và đã chết luôn. Con gà mái ngon. Chỗ này lâu lắm mình không lên rồi đấy. May là mấy hôm nay thời tiết nó lạnh. Cái bẫy rất là đơn giản này rồi, nhưng mà hiệu quả cao đấy. Đây nha. Một con gà mái non nhá. Tôi nay lại đem về để nấu canh. Canh gừng thôi. Canh gừng nghệ thì ok rồi, tuyệt vời rồi. Quá là đẹp. Thịt vẫn tươi. Cái bẫy mình vừa gài xong đây anh em nhé. Nhìn rất đơn giản này thôi mà vẫn dính gà ấy. Cái dây trắng xóa này mà con gà nó vẫn dám nhẫm vào. Đấy mới tài. Con này không biết là bao nhiêu con, bắt được rất nhiều, không thể đếm nổi. Nếu anh em mà muốn bẫy về nuôi thì đây, cứ làm này này. Đấy, rất đơn giản thôi, chả gì khó cả. Vừa rẻ tiền. Có một cái bẫy ở trong kia dính con chim hay là con gà anh em ạ, à con chim. Chỗ đẹp này mà đặt chả thấy con chồn con rúi nó qua cả. Con chim hoặc tím than nhá, mình khá to béo đấy. Vô bẫy mình này, chỗ này mình nghi là có chồn với lại rúi nó qua, nhưng mà đặt khá lâu rồi mới dính nha, dính một con chim này thôi. Nãy ở dưới kia lên thì nghe tiếng phành phạch, tưởng là dính con gà, hai người là dính chim thôi. Bây giờ mình sẽ thu cái này nhá, còn phải lên trên trên cao, trên đấy có gần chục cái nữa. Nếu mà chúng con gì thì mình quay cho anh em xem nhé. Bây giờ vừa thu vừa leo lên cao này rất là mệt đấy.